và các bạn đã trở lại với Nhanh Như Chớp Nhí. Và đây là vòng 2. Chúng ta sẽ cùng hai đội trưởng là Mạc Văn Khoa và ST cùng thi đấu. Và bây giờ ai thi trước nhỉ? Hồi nãy là 1-0 về đội ST rồi đó. Thầy nói gì đi thầy? Đã gọi là thầy là tôn sư trọng đạo đúng không? Cho nên là thầy sẽ quyết định là con thi trước. Con thi trước. Chắc em bỏ thầy quá anh ạ. Em đi qua lớp khác em học. Phải với xét về đối thủ, thầy là một người cực kỳ thông minh trước giờ anh ạ. Các câu hỏi là thầy trả lời được gần hết, còn em là gần hết đều không trả lời được. Thật sự đấy, nghe một lời đánh giá từ đội em mà chú khoảng được mấy câu? Hai. Cho em thi sau đi anh. Thế như là thôi thầy thi trước đi để cho cháu nó có động lực phấn đấu, hiểu chưa? Ok. Rồi vào rồi ăn bún đậu đi. Cảm ơn thầy. Một hai câu thôi thầy nhá. Và bây giờ là phần thi của ST. Vàm cỏ Tây, vàm cỏ Đông, vàm cỏ Nam và vàm cỏ Bắc, đâu là tên đúng của sông Vàm Cỏ? Vàm cỏ Đông, vàm cỏ Tây. Chính xác. Đây là một câu đố mẹo nhá. Từ điển tiếng Việt có bao nhiêu từ em? Từ điển tiếng Việt là có 4 từ. Chính xác. Trong phòng có 10 cây nến đang cháy, gió thổi tắt 9 cây. Đố em ngày mai trong phòng còn mấy cây nến? Sẽ còn 9 cây, tại cái cây nến kia là nó sẽ bị cháy hết rồi. Chính xác. Ba của bạn Mỹ là một nhà thiên văn học nổi tiếng. Vì sao ông ấy lại không rành các ngôi sao bằng bạn Mỹ? Tại vì ngôi sao âm nhạc thì nhiều khi bạn Mỹ sẽ rành hơn là ông. Chính xác. Chúng ta nghe một bản dự báo thời tiết và tìm ra điểm không hợp lý. Một lần duy nhất. Bản tin dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 23 tháng 7. Ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 34 đến 36 độ C. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Và thời tiết không có dấu hiệu xuất hiện lốc xoáy. Mực nước là không hợp lý, tại vì ở trên Tây Nguyên thì sẽ không có mực nước. Chính xác. Đúng hơn đó là sóng biển. Dạ. Cái gì mà cả con với bố đều có, nhưng cái đó của con mà càng lớn thì con sẽ càng nhỏ? Cả con với bố đều có. Cái gì ta? Nghĩ ra rồi. Thời gian đang trôi. Là năm sinh. Chính xác. Ôi. Thông minh đấy. Ba bạn Vương, Hoàng và Tôn đi mua xúc xích heo cao bồi, xoài với kem. Vương nói mình không mua xúc xích heo cao bồi. Tôn thì nói mình không mua xoài. Hoàng thì nói mình không mua kem, cũng không mua xoài. Đố em, mỗi người đã mua gì? Hoàng không mua kem, không mua xoài thì là sẽ mua xúc xích. Còn bạn Tôn thì nói là mình không mua xoài thì bạn Tôn sẽ mua kem. Còn bạn đầu tiên là bạn Vương sẽ mua xoài. Chính xác. Rất thông minh nha, rất thông minh nha, phong độ đang ngon nha. Tiếp tục. Bác Hùng tham gia một cuộc thi rất khó, nhưng đến giờ làm bài thi bác không làm và bác vẫn trải qua được cuộc thi. Vì sao? Vậy thì bác Hùng có thể là thầy giáo giám thị canh bài thôi chứ không có cần phải là... Chính xác. Con người có thể vừa nuốt vừa thở được không? Vừa nuốt vừa thở thì là không. Không chính xác. Trẻ sơ sinh có khả năng này để có thể thở được trong khi bú, và khả năng này sẽ mất dần khi trẻ được 9 tháng tuổi vì lúc đó thanh quản bắt đầu phát triển. Rất tiếc cho ST, rất thông minh nhưng mà gãy ngay cái câu này. Tiếc ơi là tiếc. Bỏ đầu thì hỏi, bỏ đuôi thì trả lời, đó là chữ gì? Đây là câu đố mẹo. Đây là một từ nó có 3 chữ cái thôi. Ai là hai? Hết rồi ha. Đi. Cái gì? Ai? Nó ai? Nhiều chữ lắm em. Trời, tức là tức cho nó nghĩ tới đó mà còn không ra nữa chứ. Thôi,
bỏ qua đi, em cũng đang ở mức số 0 mà. Tiếc quá à. Em nghĩ được chữ ai rồi đúng không? Em bỏ gắn bất cứ phụ âm nào cũng được trơn á. Bây giờ tai nè, hỏi là ai, bỏ chữ đuôi chữ y ngắn đi là ta, là trả lời đúng chưa? Rồi tiếp tục nè. Thắng và bại là hai từ trái nghĩa. Khi nào hai từ này đồng nghĩa? Cái này rất hóc búa và rất thông minh. Đừng có làm mặt đó, không có đáng yêu đâu. Thôi bỏ qua đi. Đó là trong trường hợp mình nói là đánh thắng quân thù hay là đánh bại quân thù. Tôi đã đánh thắng quân thù, có nghĩa là mình đã thắng được họ. Tôi đã đánh bại quân thù, có nghĩa là mình đã đánh bại được họ. Thì nó đều mang một cái nghĩa là mình đã chiến thắng. Đúng chưa? Vậy đối với em là ngủ và thức là hai từ trái nghĩa đúng không? Khi nào hai từ nó đồng nghĩa? Hết giờ, cảm ơn em. Lát anh sẽ hỏi Mạc Văn Khoa. Mời Mạc Văn Khoa. Cảm ơn Christy nha. ST thì cũng khá lắm em ạ. Thầy không ổn lắm con ơi. Đúng như là cái sự thầy mà không ổn. Thầy mà không ổn thì em sao ổn được? Thì chắc chắn là thế rồi. Nghe đi. Nhưng mà là mấy câu hy vọng em ổn. Em nghe xong thầy mấy câu em lại không ổn đấy. Nghe đi. Thôi kệ đi, em không cần biết câu đi. Thì đấy. Đầu óc em nó thoải mái. Đấy, cho nó ổn đi. Đúng rồi. Một từ. Sống cũng được. Đúng rồi. Hai từ. Mà sống trên núi. To núi. Bỏ qua. Hai từ. Cái con này rất là thúi mà nó con chuồn. Con đó nó sống ở dưới đâu? Chuồn đất. Đúng rồi. Hai từ. Con này là con gì? Cục bác. Con gà. Đúng cái từ đầu tiên rồi. Đúng cái từ con cục rồi. Bây giờ là hành động gì? Đúng rồi. Cái con mà hồi nãy con nói, con gì bay lùi. Hai từ. Đúng rồi. Con gì mà có cái sừng? Hai từ. Con dê. Trên núi. Dê núi. Cái con vừa nói là đúng đấy mà. Tên khác. Tên Hán Việt đấy. Tên khoa học. Dê núi. Bỏ qua. Con gì mà thua con thở? Thua. Đúng rồi. Một từ. Con gì xảo quyệt nói dối? Con rắn. Xảo quyệt nói dối mà giống như con mèo á. Cáo. Đúng rồi. Con này có hai từ. Chú tể sơn lâm. Sư tử. Yes. Con này có hai từ mà con nói từ lúc đầu mà cưỡi. Lăng ba, lăng ba, lăng ba. Đúng rồi. Con này có một từ mà thí dụ giống như là mình nói dối người ta thì gọi là hết giờ. Ôi 9 điểm thôi, tiếc thế. Eo tức nhờ. Tức nhờ. Còn mỗi một tí thôi. Bây giờ diễn tả nốt đi xem là các cháu có biết không cái con cuối này. Nó giống như con ngựa. Con ngựa phần. Thí dụ giống như mình nói dối là mình làm gì người ta? Con lừa. Đúng rồi. Đấy, rồi, đấy.